Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Và các bạn ơi, đến cái thời kỳ của macaron rồi các bạn ơi. Những bé macaron đang được rao bán luôn các bạn à. Giá con này là 379.000 một em nha. Rồi, ở đây thì hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem một cái nhân vật macaron. Nhưng mà chắc hẳn là không phải con đó rồi. Rồi, bé yêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cái nhân vật này ha. Wow, con này thì anh em mình đang để là level là 70 nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của cái thành viên này như thế nào nha, so với những cái con rồng khác. Rồi, ở đây thì bé này sẽ có một cái chiêu đầu tiên sẽ là chiêu hút máu. Này là hệ mặt trăng. Chiêu thứ hai sẽ là swirl. Chiêu này thì random. Ôi, cái này sẽ là random nha các bạn. Rồi, random. Rồi, anh em mình tí sẽ test thử cái chiêu này coi nó như thế nào. Đây là chiêu điện, chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là chiêu nguyên thủy nha. Giới thiệu sơ rồi thì bây giờ anh em mình sẽ đưa cái bé này đi làm việc thôi. Let's go. Một mình cưng ba thành viên của tên bạn xem coi nó như thế nào nha mọi người. Đầu tiên thì xài chiêu đặc biệt trước luôn, làm chậm cho anh em mình xem kỹ cái hiệu ứng hơn nha. Chiêu này nó xử con nào đây? Tốc độ rồi nào, biến ra chiêu lửa rồi các bạn ơi. Wow, nó quýnh thành viên bên trong nha. Ở đây là cái bé này. Rồi, mình đã hiểu được vấn đề rồi nha. Nó sẽ chọn đại một cái thành viên nào của tên bạn có là random ấy. Rồi, bây giờ thì anh em mình xài tiền chiêu điện nè. Wow, lượng máu bị tuột quá các bạn ơi. Thôi, cái này anh em mình chạy vô đi ha. Nhân vật Virago của chúng ta đang có sát thương nhân 2. Rồi, pha này thì chúng ta đang có sát thương nhân 2 nữa, đến từ Virago luôn, cho nên mình sẵn mình lụm luôn cái con 50 này nha. Ôi, mạnh dữ. Bật cái, ôi chà, cái khả năng hút máu của anh em mình thì có đấy. Nhưng mà có cái vấn đề ở đây đó là có miếng máu mà hút gì tầm này. Rồi, bây giờ thì khả năng hút máu của anh em mình đã bắt đầu xài được rồi nha. Vô kèo các bạn à. Wow, bật lại cái khả năng hồi sinh luôn. Lần này thì anh em mình sẽ tiễn nhẹ tên bạn. Giờ nó còn có con mà chọn gì nữa. Victory ha. Wow, các bạn thấy cái thành viên này của mình như thế nào? Có ổn không nè? Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là đội hình tiếp theo. Lần này là lên, ui có con 70 luôn. Ghê nha. Wow, ca này là thấy căng rồi đó nha. Đầu tiên anh em mình vẫn xài cái tuyệt chiêu đặc biệt nha các bạn. Chiêu này là nó sẽ lựa chọn một cái thành viên. Wow, bật là khả năng hút máu nè. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ chạy vô. Mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của... Ôi, bé này của mình đang có sát thương nhân 2 luôn. Biết gì cho nó ra sớm xíu ha mọi người. Rồi, ca này thì anh em mình sẽ lụm cả ba thành viên tem bạn đi. Wow, con này nó có cái sát thương nhân 2 với mình rồi. Phải đấy. Bây giờ mình sẽ bật cái khả năng hút máu lên. Full cây. Tiếp theo thì xài chiêu đặc biệt luôn cho nó ngầu nè. Ôi, nó ra chiêu nước và một hit thôi là bế luôn tem bạn rồi. Ôi, cây nha. Ôi, cái con này nó quất mình một cái mà mình lên dĩa luôn các bạn ơi. Con này nó khỏe ghê ấy. What? Mạnh kinh khủng vậy man. Rồi, ca này anh em mình tính toán làm sao đây? Búp máu đại pháp luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ lụm nhẹ tên bạn nha. Ca này win mà hy sinh hết hai con rồng xịn của mình kìa. Rồi, ca này chắc tốn ít game triệu hồi nó lại đi. Hôm nay review bé ấy mà nở lòng nào để bé ấy ngủm củ tỏi được. À, anh em mình mang con này ra luôn đi cho nó mạnh nè. Let's go. Ôi, chưa gì hết là mình thấy ngon rồi nha. Bật cái hút máu luôn kìa. Chưa mất máu mà đã lo hút rồi. Chú này ngầu dễ sợ hen. Rồi, pha này anh em mình tính toán thì sao đây? Hút máu lại nè. Wow, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với... À, thôi mình cho con này nó ăn đi các bạn. Ôi, thì chiêu nước luôn, lên tới 100, 164 nha các bạn ơi.
cái chiều con này nó không hề có chiêu nước nha, nhưng mà nó quýnh là chiêu nước và cái lượng đam của nó rất là lớn luôn á các bạn. Ở đây thì anh em mình bật cái hút máu lại. Khao Mas, wow, anh đại của tem bạn đây rồi, thành viên Khao Mas các bạn à. Pha này anh em mình chơi chiêu búp máu đi, vô luôn. Anh em mình quánh được xiên giáp là ngon rồi, để nó kích hoạt miễn nhiễm là anh em mình mệt đấy. Victory các bạn ơi, chúng ta đã có thêm một chiến thắng nữa để bỏ túi rồi nha. Vị trí này thì anh em mình, ui cho 45 và một thành viên là 60 nha. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Xài chiêu đặc biệt xem sao. Wow, một hit. Tiếp theo thì anh em mình, ui cây nha. Ôi ơi, cái con này nó đáng ghét dễ sợ nha. Nó bế luôn cái chiến binh ra. Ôi là nó bế luôn cái con 70 của mình. Ôi, bây giờ sẽ đến với là Heroic. Con này là thuyền trưởng nha mọi người. Rồi, Victory các bạn à, ngon lành luôn. Ở đây thì 45, 50 và vẫn là 45 ha. Ô, ca này anh em mình lại tốn 80 game nữa. Ôi, con này hôm nay là nãy giờ tốn mình 16 viên thôi. Cây nha. Ờ, nhưng mà để review cho anh em xem nó mạnh mẽ như thế nào thì ok, chơi khô máu luôn các bạn à. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ bập nhẹ tem bạn bằng tuyệt chiêu của Macaron Gold nha. Chúng ta sẽ bế đi, nó sẽ hồi sinh trở lại đấy. Đây rồi, sau khi hồi sinh trở lại thì nó cũng khá là mạnh luôn. Rồi, tiếp theo anh em mình sẽ đến với nhân vật là Heroic. Con này là rồng xanh. Bật cái hút máu lên cái đã. Mấy con Heroic mà cái lượng máu nó trâu kinh khủng quá nha. Tuyệt chiêu đặc biệt nè. Ôi, bể luôn hai thành viên ha. Rồi, ngon lành nha các bạn. Đây, Victory nha. Chúng ta còn được một hiệp nữa. Ở khu vực này là khu vực Arena. Wow, 60 mấy. Mới vô là thấy tem bạn nó đam với mình rồi đấy. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bật cái chiêu đặc biệt nha các bạn. Để xem coi lần này anh em mình quýnh con gì đây. Thêm một lượt đánh nữa. À, mình hiểu rồi. Cái chiêu này là sẽ, cái chiêu thứ hai là chiêu random về skill. Giống như là nó sẽ chọn một cái chiêu nào đó của cái bé ma cà rồng khác. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là nữ hoàng. Wow. Ca này hơi khoai hen. Rồi, qua cửa được là tốt rồi. À, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là cái khu vực để mình nghiên cứu coi. Đây, nhiệm vụ sự kiện. Ôi, khu vực list và chúng ta còn win 4 trận các bạn à, vô kèo luôn. Rồi, bé yêu của mình ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta. Let's go. Đây rồi, đội hình tem bạn thì thấy khá là ổn nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh tem một lượt đăng ký với nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông nha mọi người. Để anh tem ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Rồi, vị trí này thì anh em mình đang đến với là bé Gon. Vô kèo luôn, 91. Wow, pha này anh em mình tính sao đây? À, đường này hả ta? Để coi coi một mình con này nó cân ba nổi hay không nha cả nhà. Wow, khá là may mắn luôn. Nó tung chiêu một phát quýnh được cả ba thành viên. Lượng máu tem bạn nó được ép xuống một cái mức khá rồi. Wow.
Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhân vật cuối cùng của tên bạn nha. Đây, victory luôn, ngon lành. À, ca này thì rồi, bé Gon chúng ta xài cái chiêu này ha. Gõ cả ba thành viên trước luôn, sau đó thì mình sẽ cho cái bé này ra để thể hiện kỹ năng. Đó. Chiêu này nó sẽ quýnh ra chiêu lửa. Rồi, một con đã bị xóa sổ luôn các bạn à. Lượng đam tăng khá là ổn ha. 82. Và cuối cùng thì sẽ là thành viên Suzy. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Bé này thì tay cầm cung nha. Không thấy mũi tên đâu hết luôn. Rồi, chỗ này thì anh em mình đã hoàn thành hình như là 3 trận thôi, không hoàn thành được nhiệm vụ rồi, nó cần 4 trận lận. Ôi, ca này anh em mình bị kẹt tí ha. Và các bạn ơi, anh em mình sẽ đến với cái đây và chúng ta chơi nhẹ thử nha. Kỷ lục của mình là 29.661. Để bây giờ HT sẽ cố gắng phá cái kỷ lục này nha mọi người. Không biết các bạn đã cày cái nhiệm vụ này được đến đâu rồi ha. Đừng quên comment chia sẻ với HT nha. Rồi, và mọi người thích mình review về bé rồng nào thì cũng đừng quên bình luận nha. Để anh ta còn biết mà tập sau review cho các bạn xem ha. Ở đây thì... wow! Được 27 rồi, kỳ vọng của chúng ta vẫn như cũ nha các bạn, là 100 nha. 49. Wow, 72. Cố lên, cố lên. 104. Rồi, đã đạt được kỳ vọng nha các bạn, là 104 rồi ha. Mình kỳ vọng mình có 100 thôi, cái này là dư rồi nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cố gắng kiếm thêm. Rồi, 110. Wow. Ôi, ây, ẩu quá hen. Lao thẳng vô cục đá luôn, đáng lẽ là lạng qua mấy bên phải mới đúng ha. Rồi, phần thưởng này sẽ được nhân 2. Nhưng mà hắn ta không có xem quảng cáo nha. Rồi, bỏ qua. Rồi, và các bạn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.